chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Sống khỏe sẻ chia, nơi mà chúng tôi sẽ mang đến những thông tin y khoa hữu ích từ các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và kính thưa quý vị, phụ nữ trên 65 tuổi có thể gặp phải gãy xương hông do loãng xương với tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với những người trẻ. Và tình trạng này thì thường xảy ra sau những cú ngã nhẹ hoặc thậm chí là chúng ta không tìm thấy được nguyên nhân cụ thể. Và tình trạng gãy xương như thế này thì có thể dẫn đến rất nhiều biến chứng nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến chất lượng của cuộc sống, bao gồm cả việc giảm khả năng tự chăm sóc cũng như tăng nguy cơ tử vong trong thời gian ngắn sau khi bị gãy xương. Và thấu hiểu được tính nguy hiểm của căn bệnh này thì Trung tâm Truyền thông của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình tư vấn Sống khỏe sẻ chia với chủ đề quản lý phục hồi và điều trị chấn thương do loãng xương. Và quý vị cũng đừng bỏ lỡ cơ hội theo dõi lại trên các kênh truyền thông của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm fanpage, YouTube, Zalo và ứng dụng UMC Care tham dự giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Gia Uyên xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình. Xin chào MC Gia Nguyên và kính chào quý vị khán giả. Và xin được giới thiệu đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Chân, khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những người giúp chúng ta tìm hiểu về các phương pháp điều trị loãng xương cũng như cách quản lý phục hồi và điều trị chấn thương do loãng xương ạ. Kính chào MC Gia Uyên, kính chào quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe sẻ chia. Và xin được gửi lời cảm ơn đến quý bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, loãng xương cũng là một căn bệnh thầm lặng nhưng có thể dẫn đến những chấn thương rất nghiêm trọng. Nhiều người thì lầm tưởng rằng là chỉ cần bổ sung canxi là đủ để có thể phòng tránh được những nguy cơ này. Và để có thể hiểu rõ hơn về bệnh lý này cũng như có thể biết được đâu là nhóm nguy cơ có khả năng cao mắc phải, thì sau đây xin mời Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh sẽ là người giải đáp cho chúng ta. Và kính thưa bác sĩ, trong những năm gần đây thì bác sĩ nhận thấy là có xu hướng gia tăng các loại chấn thương nào cũng như những yếu tố nào sẽ dẫn đến sự gia tăng này, chẳng hạn như là lối sống, môi trường làm việc hay là loãng xương ạ? Xin mời bác sĩ sẽ giải đáp ạ. Thưa quý vị khán giả, thì tôi thấy theo MC Gia Uyên có nói thì khuynh hướng gần đây là ngoài cái chuyện mà những cái gãy xương do chấn thương thì do năng lượng cao, do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thì nó có cái khuynh hướng là ở những người cao tuổi, những cái té nhẹ nó cũng thể gây gãy xương, đó là năng lượng thấp. Và những yếu tố nguy cơ và những cái bệnh lý đi kèm thì nó sẽ làm cho cái bệnh lý này, nó loãng xương nó tăng mức độ lên. Nhưng ta nói một cái khuynh hướng mới là cái tuổi thọ càng cao, đời sống càng sức khỏe càng tốt thì cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương càng cao. Thì một cái ước lượng ở thế giới thì khoảng chừng 500 triệu người bị loãng xương, trên cái số thế giới là 5 tỷ thì khoảng 10%. Còn ở cái số thống kê ở Việt Nam thì chưa đầy đủ, khoảng 3,6 triệu người, thì khoảng trong khoảng 3,6 trên 100 triệu dân thì khoảng 3,6%, mà cái số này chưa chính xác mà chưa đầy đủ, có thể là do thống kê chưa có tốt lắm, hoặc là cái dân số của người thọ Việt Nam mình cũng chưa có cao bằng thế giới. Nhưng mà đây là một khuynh hướng và tôi thấy đây là một cái, chúng ta không có tầm soát và điều trị đúng thì loãng xương thì gây một cái vấn đề nặng nề cho ngành y tế cũng như là chăm sóc sức khỏe y tế trong tương lai. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Khanh. Và kính thưa bác sĩ Nguyễn Phú Trân, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ đến quý vị khán giả độ tuổi và các đối tượng thì nên chú ý gì khi mà dễ bị chấn thương do loãng xương và mất xương ạ? Như chúng ta đã biết thì nguy cơ yếu tố loãng xương sẽ tăng dần theo độ tuổi. Phụ nữ ở trên 50 tuổi hoặc quanh độ tuổi mãn kinh có yếu tố nguy cơ cao nhất của loãng xương. Ở nam giới thì sẽ xuất hiện muộn hơn, ở khoảng 65 tuổi. Ngoài ra thì có những yếu tố nguy cơ khác có thể dẫn đến suy giảm chất lượng và mật độ xương của người bệnh. Ví dụ như người bệnh có thể trạng thấp bé, nhẹ cân, có tiền sử gia đình, ông bà cha mẹ trong nhà từng mắc phải gãy xương do loãng xương. Một số yếu tố khác, ví dụ như người bệnh có chế độ dinh dưỡng không cân đối, thiếu canxi, vitamin D, sử dụng nhiều chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá. Người bệnh có lối sống tĩnh tại, ít tập vận động thể lực. Một số bệnh mãn tính có thể ảnh hưởng đến quá trình chu chuyển xương của người bệnh, ví dụ như là bệnh thận mạn, bệnh gan mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh lý tuyến giáp, tuyến thượng giáp, ung thư, viêm ruột. Và cũng có một số thuốc khi sử dụng kéo dài có thể dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng xương người bệnh như là corticoid, thuốc ức chế miễn dịch, thuốc hóa trị, thuốc kháng hormone sinh dục hay thuốc chống động kinh. Thì nếu vi quý khán giả có một trong các yếu tố nguy cơ này, chúng ta nên đến các cơ sở y tế để được tầm soát và điều trị loãng xương một cách kịp thời. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Chân. Và thưa bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, thì việc chấn thương, gãy xương do loãng xương kéo theo các tình trạng xấu khác cho sức khỏe như thế nào ạ? Thì ta thấy thì cái hậu quả gãy xương do loãng xương nó có thể từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì có thể làm cho mất khả năng sinh hoạt, lao động, tự khả năng xoay trở và chăm sóc bản thân mình. Còn nặng hơn thì có thể là gây biến chứng là mất khả năng sinh hoạt, rồi cộng thêm là bị tử vong. Ví dụ như ta thấy một cái ca trường hợp là bệnh nhân bị té ngã lớn tuổi, chỉ cần sinh hoạt té ngã gãy cổ xương đùi, mình gọi là dễ hiểu là gãy khớp hông hay khớp hông khớp háng gì đó, thì có thể là bệnh nhân không đau, ngoài chuyện đau đớn người ta không có xoay trở được, thì khoảng cái đau này phải trong vòng 1 tháng, có thể là không dám cựa quậy, không dám ăn uống, không dám đi tiêu tiểu, nằm tại chỗ. Thì ngoài chuyện đau làm ảnh hưởng là ta không dám ăn uống, là sức khỏe đi xuống, và nằm lâu gây bị loét cho tì đè, nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng phổi, viêm phổi, rồi tắc mạch, rồi viêm tắc mạch gây tử vong. Đây trong vòng cái này nó có thể là nó có thể kéo dài trong vòng từ, nếu không điều trị gì thì nó khoảng trong vòng 1 tháng là nặng nề nhất, và có thể kéo dài cả năm trời sau gãy xương. Và nên thấy có thể là cái nhẹ hơn, ví dụ như gãy cột sống, gãy xẹp đốt sống thắt lưng vậy, nằm tại chỗ nó đau cũng làm gì hết, nhưng mà đau mà xoay trở đau, ngồi dậy đau, đứng lên đau, nên phải nằm trong 4 tuần 6 tuần thì có thể những người lớn tuổi như mình nền mình nằm đó thì ta sẽ gây là cũng là loét, nhiễm trùng, tiểu nhân phổi và tử vong. Thì có khả năng nếu mà điều trị sớm thì có thể là nó có thể hồi phục hoàn toàn, hồi phục một phần, thì là như vậy. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Khanh đến từ hệ quả của việc chấn thương gãy xương do loãng xương đã kéo theo các tình trạng xấu khác cho sức khỏe. Và sau đây thì kính thưa bác sĩ Nguyễn Phú Trân, chúng ta có thể thấy rằng là loãng xương là một trong những nguyên nhân chính gây ra chấn thương tại Việt Nam. Vậy thì xin mời bác sĩ có thể chia sẻ về số lượng bệnh nhân gãy xương do loãng xương đến điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu, cũng như là ngoài ra trong quá trình điều trị gãy xương cho những bệnh nhân này thì bác sĩ nhận thấy là đâu là những khó khăn và thách thức mà các bác sĩ chỉnh hình thường gặp phải ạ? Hàng năm tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, khoa chấn thương chỉnh hình chúng tôi tiến hành phẫu thuật điều trị khoảng 250 đến 300 bệnh nhân gãy xương có liên quan đến loãng xương. Thì đa phần các gãy xương này xảy ra ở những cái vị trí rất là điển hình của loãng xương, ví dụ như gãy lún cột sống thắt lưng, gãy xương vùng hông như gãy cổ xương đùi, gãy liên mấu chuyển, gãy đầu trên canh xương cánh tay hay đầu dưới xương quay. Gãy xương do loãng xương vẫn là một thách thức rất lớn trong chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, bởi vì chất lượng xương của người bệnh rất kém, thành ra rất khó để có thể nắn chỉnh và giữ vững khi chúng ta bó bột trong điều trị bảo tồn hay đặt các dụng cụ ốc vít bên trong phẫu thuật kết hợp xương. Chúng tôi thường nói vui với nhau rằng xương người bệnh giống như một khúc gỗ mục, và khi người thợ mộc đóng những chiếc đinh vào khúc gỗ này thì chiếc đinh sẽ rất lỏng lẻo và không thể giữ vững được. Ngoài ra thì người bệnh loãng xương cũng là những người bệnh rất lớn tuổi, khả năng vận động kém, có những bệnh lý nền kèm theo như tim mạch, tiểu đường, suy thận. Những yếu tố này sẽ làm phức tạp và khó khăn hơn cho cuộc mổ. Thời gian phục hồi chức năng sau mổ cũng chậm hơn và tốc độ lành xương cũng kém hơn so với những người khỏe mạnh bình thường khác. Dạ vâng. Vậy thì thưa bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, với vai trò là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì bác sĩ có thể chia sẻ về những thế mạnh cũng như là những điểm nổi bật trong việc chăm sóc và điều trị người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đến quý vị khán giả. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì là một viện đa khoa, cũng là trong một những dẫn đầu trong Việt Nam, nên cái việc mà điều trị trong loãng xương là mình học chia làm hai cái mảng lớn. Thì là nhưng mà trước khi trị hai mảng lớn thì bệnh viện đa khoa này nó có sự thấy mạnh là phối hợp giữa các chuyên khoa, chuyên ngành rất là chuyên sâu và rất là phát triển. Trong đó có khoa chấn thương chỉnh hình, khoa nội cơ xương khớp, khoa tim mạch, khoa nội tiết, khoa gây mê hồi sức nếu có phẫu thuật, và khoa chẩn đoán hình ảnh, quan trọng chẩn đoán hình ảnh để cho chẩn đoán sớm, điều trị sớm, cũng như là sau khi trước khi phẫu thuật hoặc là không phẫu thuật hoặc là sau phẫu thuật thì có cái khoa phục hồi chức năng và trị liệu cũng rất là tốt. Thì tiến bộ trong điều trị loãng xương tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì hai mảng là nãy nó nói thì mình nhắc lại, thì mảng thứ nhất là mình phải làm sao tầm soát và chuẩn đoán sớm điều trị gãy xương, thì Bệnh viện Đại học Dược nó có cái máy đo máy thấp thụ tia X-quang thì X năng lượng kép mà là DEXA, mình gọi là DEXA. Thì thứ hai là có mô hình FRAX, là cô hình để biết là bỏ yếu tố nguy cơ, tuổi tác rồi nhiều bệnh nền, nhiều thứ để biết là cái là sẽ đây là có loãng xương hay không, hay thiếu xương hay là bình thường, để mình bắt đầu mình sử dụng các loại thuốc bổ sung canxi, thuốc bifosfonate hoặc là uống hoặc truyền hoặc là nhiều thứ để làm cho nó tăng một độ xương cũng như là cải thiện chất lượng xương của bệnh nhân để tránh bị gãy xương thứ phát. Cái mảng thứ hai là điều trị gãy xương, loãng xương thì bệnh viện cũng ứng dụng rất nhiều cái kỹ thuật như là có những đường mổ xâm lấn tối thiểu, dùng C-arm để làm màng tăng sáng để mình nắn kính, làm kính không phải mổ mở, hoặc là nếu trường hợp mà phải mổ những gãy khớp hông thì chúng ta có thể là thay khớp kháng bán phần mà đường mổ nhỏ, nó ít xâm lấn và ít tàn phá và có thể vận động sớm sau mổ ngay. Cũng giống như hoặc là nếu trường hợp mà có bị xẹp đốt sống mà không thể phẫu thuật được thì có thể làm bơm xi măng hoặc là tăng cường cứng xương đó, hoặc là nếu trường hợp nó gãy xương bắt buộc phải mổ thì cũng làm sao mổ cho nó trong cái bệnh viện đa khoa đó mà làm sao an toàn nhất. Và cộng thời sau đó mình bắt buộc phải tiếp tục điều trị loãng xương tiếp tục, cũng như là phải làm sao tập hồi chức năng lại, quay lại cái cuộc sống trước đó, cũng như là phải phòng tránh té ngã và tránh bị gãy xương lại. Dạ vâng. Vậy thì thưa bác sĩ Nguyễn Phú Chân, bác sĩ có thể giải thích thêm đến với quý vị khán giả về các kỹ thuật phẫu thuật tái tạo lại xương hiện nay, đặc biệt là trong những trường hợp gãy xương phức tạp, và cũng như là Gia Uyên tin chắc rằng quý vị khán giả cũng rất tò mò về vai trò của công nghệ hỗ trợ như là máy C-arm hay là phẫu thuật robot trong việc nâng cao hiệu quả điều trị ạ. Xin mời bác sĩ sẽ chia sẻ ạ. Thưa quý vị khán giả, thì trong những gãy xương phức tạp có mức đoạn xương hoặc là trong gãy nát xương do gãy xương do loãng xương, thì khi chiều dài xương mất đi trên 2 cm chiều dài hoặc là trên 50% chu vi của xương, thì khuyết hỏng xương này không thể được lấp đầy một cách tự nhiên mà cần phải can thiệp. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp kỹ thuật tái tạo xương cho người bệnh, và phổ biến nhất vẫn là phương pháp ghép xương. Chúng ta có thể sử dụng xương tự thân của người bệnh. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay thì mảnh ghép in 3D có thể được ứng dụng để lấp vào khuyết hỏng xương của người bệnh và hoạt động giống như một dàn giáo. Do đó mô xương của người bệnh có thể mọc vào trong, lấp đầy khuyết hỏng này, và cũng là một hướng đi mới trong tương lai tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Chân. Và kính thưa hai bác sĩ, thì hiện tại quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát sóng trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay thì cũng có gửi về cho chương trình một số các câu hỏi và thắc mắc của mình, và hy vọng là hai bác sĩ có thể giúp cho quý vị khán giả giải đáp. Thì câu hỏi mà chương trình nhận được đó là trong những trường hợp gãy xương nghiêm trọng hoặc là mất xương thì kỹ thuật ghép xương tự thân và nhân tạo được áp dụng như thế nào, cũng như là ưu và nhược điểm của từng phương pháp này là gì. Thì đối với câu hỏi này, Gia Uyên xin được trân trọng kính mời bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh sẽ là người giải đáp thắc mắc cho quý vị khán giả có câu hỏi này ạ. Dạ vâng, xin mời bác sĩ. Xin thưa quý vị, thì cái kỹ thuật ghép xương á, thì mình hiểu nó đơn giản thì mình là kỹ thuật ghép xương tự thân và tương nhân tạo. Thiệt ra trong ghép xương tự thân á, nó gồm có, đúng ra nó còn chính giữa là cái ghép xương đồng loại, đó là của các người ta hiến tạng, hiến mô cho mình. Thì cái hai phần, nói hai phần chính thì thực ra giống nãy các bạn hỏi thì cũng chưa chính xác lắm, thêm một cái phần là đồng loại cho mình nữa. Thì tôi sẽ nói chung thì ghép xương tự thân á, thì ưu điểm là nó của mình, nó tương hợp tốt, nó không phản ứng lại của mình. Thế là tỷ lệ lượng xương nó cao thì nó phù hợp, thì nó không phản ứng. Tại vì mình biết á, xương khi ghép vào á, thì cơ thể mình nó phải, những cái xương nó phải hủy đi rồi tạo xương mới. Thì quá trình mà của tương hỗn của mình thì quá trình hủy nó rất là đơn giản, nó không xương phản ứng không bị phức tạp, nên nó lại tỷ lệ làm xương nó sau đó tái tạo cái tế bào, cái xương mới nó vô vào nó phát triển lên thì nó dễ làm xương cao hơn, và nó an toàn. Đó là gì, nó không có phản ứng, không thể ghép không cái này nhiều thứ thì đây mà tiết kiệm. Thì đó đây chính là những yếu tố xương đồng loại, là xương của người khác cho mình. Thì mỗi con người mình nó có cái gọi là nó có cái kháng nguyên bề mặt của cái bạch cầu, hồng cầu khác nhau, nó là vô có thể lạ là tế bào mình nó sẽ tiết hóa chất thực mà nó phải giết cái đó để chống bệnh. Giống như mình có cái gì thâm nhập lạ nào phải giết, phải đẩy ra. Thì nếu xương đồng loại của người khác bảo vào, mặc dù là con người với nhau nhưng mà nó vẫn có khác biệt. Thì chính vậy nó tương hợp tương đối tốt thôi, không được tốt, mà tỷ lệ tính vậy thì nó có thể phản ứng nó không an toàn, vẫn phải ghép ra, phản ứng nhiễm trùng, rồi xong là có thể là vô nó tương hợp không tốt thì nó phải hủy xương cũ đi là tạo xương mới đây, thì tỷ lệ thành xương nó thấp hơn. Và nói chung là nếu được mà xương tự thơ đồng loại ta cho thì không tính tiền, nhưng mà một số trường hợp thế giới ta vẫn là gì có xương đồng loại đông khô ta làm ta bán thì trường thì phải tốn tiền, thì ta cũng có. Và cái khuyết điểm của cái xương tự thân làm phải chỗ lấy xương đó nó sẽ mất đi, và mà mất đi thì mình phải chọn vị trí như xương màu chậu, xương xốp, một số chỗ nhỏ thôi, lấy nhiều quá sẽ làm bị ảnh hưởng cái tại chỗ, chức năng tại chỗ của cái xương đó, nên cái nguồn xương ghép nó cũng hạn chế, không có nhiều được. Đó là giải pháp đồng loại và tự thân. Còn chính như vậy người ta mới làm thêm một cái nữa là xương ghép xương nhân tạo để chi, để bù lại những cái khuyết điểm của cái xương ghép xương tự thân và đồng loại. Thì có thể thời gian mổ nó có sẵn, ta làm nhân tạo là những cái canxi phosphate hoặc là những cái dưỡng chất hoặc rất nhiều thứ, thì nó làm giảm thời gian phẫu thuật, không phải lấy một chỗ khác gắn vô này, và tránh tổn hại tổ ghép xương là khuyết điểm của cái ghép xương kể trên. Nhưng mà cái khuyết điểm của này là nó rõ ràng, nó giống như đồng loại, nó cũng tốc độ định xương nó chậm, và thứ hai là phải mua thì mất tiền. Sau này một cái phương pháp mới thì nó là có thể làm ghép xương nhân tạo cộng xương đồng loại, hoặc là xương mình không đủ, mình có thể giải pháp đang nghiên cứu là tế bào gốc của mình, mình dự trữ, mình lấy của mình nuôi cấy và tạo thành được nguyên mẫu tạo xương, mình bỏ trộn những cái xương này thì làm cho cái tốc độ là xương tăng hơn và nó an toàn hơn. Đó là cái thuật ghép xương như vậy. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Khanh. Kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi phiên live ngày hôm nay, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tuyến cho chúng tôi thông qua phiên livestream trên fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây thì Gia Uyên xin được gửi đến bác sĩ Nguyễn Phú Trân một câu hỏi đến từ quý vị khán giả đang xem phiên live ngày hôm nay. Đó là xin bác sĩ Phú Trân có thể chia sẻ về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị tại khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đâu là những công nghệ tiên tiến đang được áp dụng để có thể đảm bảo được chất lượng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Với phương châm xương chắc khớp khỏe, mạnh mẽ vươn cao, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong và đi đầu trong các lĩnh phẫu thuật tiên tiến trên thế giới hiện nay, như trong mổ tái tạo khớp, y học thể thao, chấn thương cột sống hoặc là ung thư cơ xương khớp. Chúng tôi được trang bị các trang thiết bị hiện đại, ví dụ như màn hình tăng sáng C-arm trong các kết hợp xương xâm lấn tối thiểu, hệ thống định vị vi tính trong mổ tái tạo khớp, hệ thống nội soi khớp với độ phân giải cao, các bộ dụng cụ chuyên biệt cho từng loại phẫu thuật như khớp vai, khớp háng, khớp gối, khớp cổ tay, và các dụng cụ kim loại đặt vào trong người bệnh trong phẫu thuật cũng đến từ các công ty nhãn hàng uy tín trên thế giới như từ châu Âu, châu Mỹ. Với các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại này, chúng tôi tin chắc rằng sẽ thực hiện các ca phẫu thuật một cách thành công và suôn sẻ nhất, mang lại sự hồi phục tốt nhất dành cho người bệnh. Cảm ơn bác sĩ Phú Chân. Và thưa bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, thì bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả về quy trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là đồng thời hy vọng bác sĩ có thể giải thích thêm về phương pháp điều trị loãng xương trong và sau quá trình phẫu thuật, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bifosfonate cũng như là kết hợp với canxi và vitamin D trong việc điều trị ạ. Cái phục hồi chức năng sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình thì ở Đại học Dược chúng ta thấy nó có bệnh viện đa khoa và nó có nhiều chuyên khoa để phối hợp với nhau. Thì trước mổ chúng ta làm gì? Phải tư vấn cuộc mổ và làm tối ưu hóa tình trạng nội khoa như về tim mạch, về kháng đông, về ngưng trước 4-5 ngày, rồi tư vấn về hô hấp, về tập thở, tập một số bài tập trước khi phẫu thuật, rồi ngưng bia rượu thuốc lá trước 2 tuần. Và đặc biệt là có cái hay là mình không để bệnh nhân là đói hoặc là còn là hạ được huyết, đó là trước phẫu thuật đợi quá lâu thì có thể là nếu trường hợp mà gọi là dinh dưỡng được ruột, không ăn không uống thì mà thấy nếu mà ăn uống vô thì nó trong vòng 6 tiếng thì dạ dày mới tiêu hóa hết, nếu mà chưa tiêu hóa thì thức ăn nó sẽ lúc khi gây mê, gây tê, nó kích thích nó trào ngược lên, nó gây vô phổi, gây nguy hiểm, gây là có thể chết, là sặc hô hấp. Thì để tránh tình trạng đó, người ta dinh dưỡng đường ruột thì phải ngưng ăn uống. Hồi xưa mình phải ngưng ăn uống trước 6 tiếng đồng hồ, bây giờ để mình ngưng ăn uống 6 tiếng hồi mệt mỏi quá thì ta có thể chỉ cần 2 tiếng trước phẫu thuật thì ta sẽ dùng các loại đường và đường măng tô để uống và nó trong nó không ảnh hưởng thì có thể trước 2 tiếng thôi. Và cũng như mà trong mổ thì làm sao mổ nó ít bị tàn phá, đường mổ nhỏ, ít tổn thương mô, và mổ đội ngũ chuyên nghiệp giữa gây mê vừa bác sĩ phẫu thuật viên làm nhanh thì mình làm sao làm giảm mất máu. Rồi đặc biệt là cái chương trình của Bệnh viện Đại học Dược là cái chương trình mà ERAS, đó là phục hồi, đó là early recover after surgery, là phục hồi sớm sau phẫu thuật, thì ra chương trình đặc biệt là Đại học Dược đã làm rồi rất tốt và kéo dài nhiều thời gian, thì phối hợp nhiều chuyên khoa chuyên ngành, trong đó có thể là phải làm sao rút thông tiểu sớm, rút dẫn lưu sớm, cho thuốc chống thêm tắc huyết khối tĩnh mạch theo phác đồ sớm khi mà không có chảy máu, và cũng như là cái đặc biệt là cái giảm đau mô thức, có thể là đường uống, đường truyền hoặc là đường gây tê hoặc cứng, gây tê tại chỗ, gây kim đùi, tê tại chỗ bao khớp xung quanh, hoặc là rất nhiều phương pháp để chi để làm giảm cái tác dụng phụ của các loại thuốc mà làm tăng cái mức độ giảm đau cho bệnh nhân, để bệnh nhân có thể tập luyện sớm và có thể vận động sớm sau khi phẫu thuật. Nhất là chương trình hình làm gì làm, mổ ra là phải vận động liền trong vòng 1 tiếng 2 tiếng, và phải vận động sớm gì để máu lưu thông, không bị huyết khối, rồi không bị tắc mạch, thì vận động sớm cơ nó không bị co rút, rồi vận động sớm bệnh nhân đẩy cái máu cũ ra, vận động sớm bệnh nhân cơ nó vận động sớm bệnh nhân ta thấy cũng rất là khỏe, ta thấy phục hồi sớm, ta sẽ rất là có cái tinh thần người ta tập luyện tốt. Và thứ hai đặc biệt là những trường hợp thay khớp gối, ở những trường hợp thay khớp hoặc là nó thì cái khớp nó con mình để lâu quá nó mình sợ đau mình không dám tập thì nó co rút, nhất là khớp gối, mà co gối cứng vậy thì nó làm cho mấy ngày sau, 3 ngày sau là không tập được, là bị giới hạn vận động mà tập rất là đau. Tập vận sớm thì máu chưa kịp co rút, chưa bị đông cứng lại thì mô chưa co rút thì nó tập rất là tốt. Và lúc lên khoa thì có thể là mình ứng dụng cái máy CPM, đó là máy tập thụ động, để chi để cho bệnh nhân nằm đau chưa gì hết nhưng mà máy nó chạy với cái độ cái góc độ khoảng chừng như khớp gối thái hóa mình phải tập đến nhất 90 độ, mà để bệnh nhân mà hết đau 3 ngày thì tập nó cứng ngắc, vì mình lên máy nó tập thụ động thì máy nó tự co vô co ra với một cái tốc độ rất chậm, ví dụ như 1 phút có 2-3 độ, nên không biết được luôn mà không đau luôn. Thì cái máy này tập giúp bệnh nhân ta thụ động, sau đó là có nhân viên phục hồi chức năng đi đến để tập luyện cho bệnh nhân tùy theo cái bệnh trạng, tuổi và đau, hoặc là tùy theo khớp và cho tùy từng người. Thì phục hồi chức năng làm rất tốt cái này, thì có thể 2-3 ngày. Lúc trước thì mổ thay khớp thì có thể là nằm bệnh viện 7 ngày, bây giờ khoảng rút ngắn còn 3-4-5 ngày, vận động sớm đi về. Còn đối với những trường hợp mà dây chằng chéo trước 5 ngày giờ chút còn 2-3 ngày, còn gãy kết hợp xương nhiều khi nếu trường hợp đơn giản là có ngày hôm sau xuất viện được, còn trường hợp mà gãy xương hoặc là bệnh nền phức tạp thì mới nằm lâu hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh và thưa bác sĩ Nguyễn Phú Chân. Gia Uyên tin chắc rằng là đây cũng là một trong những câu hỏi chứa thắc mắc không chỉ là của quý vị khán giả mà của ngay cả bản thân Gia Uyên, đó là xin mời bác sĩ Nguyễn Phú Chân có thể đưa ra những lời khuyên cụ thể trong chế độ dinh dưỡng cũng như là lối sống để chúng ta có thể có được một cách phòng ngừa loãng xương và duy trì sức khỏe cho xương khớp ạ. Dạ vâng, xin mời bác sĩ Phú Chân ạ. Quý khán giả có thể nhớ nhanh các biện pháp phòng ngừa loãng xương theo thứ tự các chữ cái, theo bảng chữ cái rất dễ nhớ như sau: C, D, E, F, G, S. C là canxi, chúng ta nên bổ sung 1.200 đến 1.500 mg canxi một ngày. Tiếp theo D là vitamin D, liều khuyến cáo là 800 đến 1.000 đơn vị một ngày, tương đương với 5.600 đơn vị một tuần. Thì trong trên thị trường hiện nay có một số thuốc đặc trị loãng xương như Fosamax Plus có hàm lượng 5.600 vitamin D, uống 1 viên một tuần thì đủ cung cấp lượng vitamin D này theo khuyến cáo. Tiếp theo E, exercise, có nghĩa là luyện tập thể lực, thể thao thường xuyên. Chúng ta tập trung vào những môn thể thao làm tăng sức mạnh cơ bắp và tăng tầm vận động của khớp. Ví dụ như là bơi lội, đạp xe, chạy bộ. Những môn này sẽ giúp tăng quá trình chu chuyển xương của người bệnh. Tiếp theo F là fall prevention, có nghĩa là phòng ngừa té ngã. Chúng ta phải đặc biệt chú ý phòng ngừa té ngã cho các đối tượng cao tuổi trong gia đình, ví dụ như ông bà cha mẹ chúng ta, bằng cách đó là chúng ta sẽ cải thiện ánh sáng trong môi trường sống, dọn dẹp các chướng ngại vật, dọn dẹp sự trơn trượt, và trên lối đi phải có những cái hệ thống nâng đỡ tay vịn để người già có thể di chuyển một cách dễ dàng. Và cũng đừng quên kiểm tra thị lực thường xuyên cho người cao tuổi trong gia đình. Tiếp theo, chữ G viết tắt của Good Nutrients, có nghĩa là dinh dưỡng phải tốt, cân bằng hợp lý, bổ sung đầy đủ chất đạm, đường béo và bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D. Chữ S, Smoking, chúng ta phải ngưng hút thuốc và ngưng các chất kích thích như là rượu, bia. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phú Trân. Và thưa bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, thì sau đây là một câu hỏi quý vị khán giả rất tò mò, đó là cá nhân bác sĩ thường chăm sóc sức khỏe xương khớp của bản thân cũng như là gia đình của mình ra sao ạ? Xin chào quý vị. Thì câu hỏi này thiệt ra bác sĩ cũng là một cái con người cũng có thể là trở thành bệnh nhân hoặc là yếu lớn tuổi, thì cũng là phải lỗ xương như thường chứ không phải tránh khỏi được. Thì về chăm sóc và cái sức khỏe của cái xương khớp á, thì ngoài chuyện mà đi làm việc hàng ngày cũng thấy có cái phong trào là đi 10.000 bước chân, thì phải nó giảm được giảm ký, giảm cân, rồi nó tốt cho sức khỏe, rồi nó cho cân cốt xương này nọ, nó luyện tập thể dục thể thao. Thì bác sĩ nhiều khi đi một ngày trong bệnh viện, trong bệnh viện Đại học Y Dược hết 5.000 bước rồi. Nhưng mà đã đi bình thường á, về nhà kiểm tra 5.000, tối có thể là tập thêm 5.000 nữa. Và ngoài ra ta thấy không phải chỉ là tập vận động thì không, là còn đúng ra người ở xứ nhiệt đới là có cái ánh nắng mặt trời để chi thì canxi uống vào, và có vitamin D khi có ánh nắng thì hồng ngoại nha, chứ không phải tia hồng ngoại, tức là ánh nắng mặt trời chỉ khoảng từ 7 rưỡi 8 giờ 8 rưỡi thôi, chứ còn không mình hơn nữa là tia cực tím nó hại sức khỏe, gây ung thư, nó nguy hiểm. Thì mình không có được tập thể dục dưới ánh nắng mặt trời tốt nhất, mà nó vừa nó giết vi trùng, nó vừa là kích thích da, kích thích nhiều thứ tốt. Thì cái đó nếu chúng ta đưa cái chỗ đó thì quá tốt. Thì bác sĩ chỉ được là nhiều khi đi khi mặt trời nó chưa mọc, lúc về nhiều khi mặt trời nó lặn rồi, nên là cái dở chỗ này thì cũng phải bổ sung dinh dưỡng đủ chất, đúng như này bác sĩ Trần đã giới thiệu đó, một số thức ăn, một số thực phẩm có cái canxi, vậy có vitamin. Mình nếu mình rõ ràng mình không thiếu cái ánh nắng thì mình phải bổ sung. Rồi thứ hai là cũng phải phòng ngừa té ngã. Còn những mới thấy còn tập luyện, tập môn gì thì thiệt ra thì nhiều nó chạy bộ, nhưng mà thiệt ra chạy bộ chỉ thích hợp một số người có đủ sức khỏe và tập luyện thường xuyên tốt. Còn có thể mình có đi bộ được nè, có thể là đạp xe đạp tại chỗ, tập gym trong phòng tập nè, tập tại nhà, hoặc là tập phòng gym, hoặc là đạp xe đạp ngoài phố. Nhưng mà ngoài phố thì ở khu nào nó an toàn, trong đi ngoài đường ở giao thông không tốt thì hít thở mấy cái chất độc hại cũng nguy hiểm, hoặc là đụng xe nó không tốt. Rồi tốt nhất là tập bơi, thì ở những chỗ nào căn hộ mà chung cư có căn hộ bơi thì quá tốt. Không có thì mình tuần có thể 1 lần 2 lần tùy theo cái sức khỏe mình. Nên những người mà thấy mà xương khỏe tốt, mà sức khỏe mà tinh thần tốt thì những người ở vùng biển, ở người vùng miền núi thì nó khai, còn mình ở thành phố đô thị nên chỉ có chui vô cái tòa nhà xong rồi hít thở đi về. Mình chỉ được cái đi bộ, mà đi là đi bộ được bằng, còn đi bộ leo cầu thang đó là nó hại cho xương khớp, rồi cái mấy khớp thấy quá sớm nữa, nên mà bác sĩ chỉnh hình không có khuyên như vậy. Nếu trường hợp mình vậy, mình có tuổi như bác sĩ Khanh giờ lớn tuổi rồi, chắc cũng phải mãn kinh, nhưng mà nam thì 55, 56 thì thôi, chắc cũng mấy bữa nào đo loãng xương. Mình đừng ý đi, bác sĩ chứ cũng bị như thường. Rồi tầm soát sớm là cho mình chú ý cho mình thì coi như mình chú ý cho người nhà mình, người thân mình, bệnh nhân của mình, thì làm sao tầm soát sớm mà điều trị sớm loãng xương thì nó ít có gây nhiều biến chứng, cũng gây hậu quả xấu. Thì tầm soát bây giờ nó cũng dễ, hoặc đo nồng độ canxi, hoặc là đo máy DEXA giống nãy rất là nhanh. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh. Thì như bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh cũng đã có đề cập đến vấn đề tầm soát cũng như là điều trị loãng xương từ sớm. Như vậy thì thưa bác sĩ Nguyễn Phú Trân, thì theo bác sĩ thì việc đo loãng xương có nên được chủ động tiến hành đều đặn để ngăn ngừa hoặc là điều trị sớm những tình trạng loãng xương và giảm bớt đi những chấn thương hay không? Và việc theo dõi đều đặn như vậy thì có thể mang lại được lợi ích như thế nào ạ? Hiện nay thì đo loãng xương không được khuyến cáo cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những đối tượng có nguy cơ cao của loãng xương. Ví dụ như ở phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh, nam giới trên 65 tuổi, những người lớn có những cái gãy xương, chấn thương năng lượng thấp, ví dụ như là tai nạn té ngã trong tai nạn sinh hoạt tại nhà. Người lớn có những cái bệnh mãn tính có thể ảnh hưởng đến chu chuyển xương, ví dụ như là bệnh thận mạn, bệnh lý tuyến giáp, tuyến cường giáp, ung thư, viêm ruột. Người lớn tuổi có sử dụng một số loại thuốc kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng xương, ví dụ như là corticoid, thuốc ức chế miễn dịch, thuốc hóa trị, thuốc chống động kinh. Và cuối cùng đó là những người bệnh đang được điều trị loãng xương thì sẽ được đo mật độ xương hàng năm để đánh giá hiệu quả điều trị, cũng như là xem xét ngưng thuốc khi mà mật độ xương đã cải thiện. Dạ vâng. Vậy thì thưa bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, về các chương trình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại chúng ta đang có những dịch vụ và phương pháp điều trị nào giúp cho bệnh nhân được chẩn đoán loãng xương có thể hồi phục nhanh chóng và ngăn ngừa được loãng xương hiệu quả nhất? Thì đây là một câu hỏi mà quý vị khán giả gửi về cho chương trình và hy vọng là bác sĩ Thiên Khanh có thể giúp quý vị khán giả giải đáp thắc mắc ạ. Ở bệnh viện nào dưỡng ra bệnh viện đa khoa mà thấy rồi, thì ngoài chuyện là điều trị hậu quả là gãy xương, và mình làm sao tránh bị gãy xương lại, thì có hai thứ. Thứ nhất là bản thân khoa chấn chỉnh hình, cũng như là trong bệnh viện có khoa nội của xương khớp là đang coi vấn đề là xương khớp cho những người bệnh nhân mà có bệnh lý về cơ xương khớp, hoặc là không bị bệnh lý mà lớn tuổi bị loãng xương. Thứ hai là khoa cái phục hồi chức năng, khoa này rất là quan trọng, thì phải ba khoa này phối hợp với nhau, và trong đó thì cái chương trình phục hồi sớm sau gãy xương, loãng xương, cũng như là chương trình phục hồi chức năng chuyên biệt và cá thể hóa cho từng người bệnh, thì sự phối hợp giữa khoa chấn hình và khoa phục hồi chức năng thì sẽ cho làm những cái bài tập riêng cho những cái loại bệnh gãy khác nhau, như gãy đồ sứ xương quay tập khác như thế nào, rồi bị gãy cột sống thì nằm bất động, xong rồi trong thời gian nằm trên giường bất động thì ngoài chuyện mà không cho xoay trở ngồi dậy, nhưng mà mình tập những động cơ khác, nhóm cơ khác cho đừng bị teo cơ cứng khớp, rồi tập thở, rồi tập mọi thứ cho đừng bị xương nó loãng quá, rồi tập tầm vận động của khớp không bị teo cơ cứng khớp đó. Nên chung là thường cái chuyên biệt, hoặc là gãy cổ xương đùi sau khi mổ, không phải mổ xong rồi thì phải tập đứng tập đi với khung như thế nào, đừng có để té ngã. Rõ ràng mình đi đọc dược vẫn, mặc dù đã được như vậy nhưng mà vẫn có một trường hợp bị bệnh nhân bị có bệnh lý hoặc là bị bất cẩn, rồi nhà bất cẩn vẫn bị té ngã. Mà làm sao mình, nếu mình có té ngã thì làm sao cho nó giảm tỷ lệ này lại. Thứ hai là gì, là cái không phải can thiệp gì nặng nề, thì lúc đó dù như khi bệnh nhân đang đi, tại bệnh chấn thương chỉnh hình mà mổ xong thì phải đi sớm, mà những người đã lớn tuổi cộng đi sớm vậy thì có khung bảo vệ, rồi có người đi theo, mà nếu có quỵ thì có người ta đỡ như thế nào để tránh bị hậu quả phải mổ thêm như thế nào đó. Thì có cái chương trình đặc biệt, và cũng có cái bảng đánh giá về, và đánh giá là bệnh nhân nào có nguy cơ té ngã, bệnh nhân nào yếu thế nào phải hỗ trợ cái này. Thì nó có chương trình riêng, và họ thay khớp gối, loãng xương phải tập luyện rồi như thế nào, băng thun bao lâu, chườm đá bao lâu, tập cơ gì, rồi kéo dài phải 6 tuần đi khung, rồi băng thun, rồi nói chung đến đây là nó đi chuyên rất là sâu, nên nói ra nhiều khi quý vị khán giả nó hơi không thể nhớ được. Thì nói chung là bệnh viện học dược là hồi chức năng chuyên biệt, cá thể hóa cho từng người bệnh, người bệnh có thể lớn tuổi, từng loại gãy xương, có bệnh nền gì khác nhau, có nhiều thứ. Trong môi trường học dược thì cũng có cải thiện, là cái phòng quản chất lượng cũng cải thiện rất nhiều về mặt là chống té ngã. Hàng năm là tập huấn và kiểm tra và nhắc nhở nhân viên rất nhiều. Thì ánh sáng đèn như bác sĩ Chân, ánh sáng, rồi bật thềm độ trên, rồi tay vịn trong cầu tiêu, rồi nút bấm gọi điện, nói chung rất nhiều thứ để cho bà có. Thiệt ra ở nước ngoài thì những trường hợp bệnh lớn tuổi thì phần điều dưỡng sẽ chăm sóc hết, còn diện còn ở bệnh viện mình thì cũng phải để người nhà vào, mà chính người nhà vào thì không chuyên nghiệp thì nhiều khi cũng phải huấn luyện người nhà. Cái này cũng là cái yếu của mình, tại vì nếu người nhà vào, có người ta làm rất tốt, có người ta làm không tốt, nó vẫn có xảy ra tình trạng là bị té ngã. Và qua phương tiện di chuyển thì có khung, có gậy, rồi có xe lăn, rồi rất nhiều thứ để mà ngay cả bệnh nhân vào đây bệnh viện khám đây, người là già lớn tuổi hoặc người bệnh là bệnh viện để sẵn là có mấy ngàn cái xe để cho người nhà và thân nhân tiện lợi, để giúp cho bệnh nhân đi di chuyển mà bệnh tránh té ngã và đỡ đau nhất. Đó là cũng rất tốt, rất hay của phòng công tác xã hội làm, và không đủ thì khi một ngày từng đến 8.000, 5.000, 6.000, 8.000 người đi thăm đi khám bệnh, mà trong 1/3 đến 1/4 là những người lớn tuổi và cần sự trợ giúp, thì nhiều khi xe không kịp mà mấy bảo vệ là cứ đi tìm xe, ngay cả bệnh nhân thân nhân cũng đi lùng xe để mà có, mà nhiều khi không có luôn. Thứ hai nó như vậy. Còn cái điều trị loãng xương thì mới thấy điều trị loãng xương trị lâu dài cũng phải đều DEXA, đánh giá xong phải uống thuốc, rồi phải uống thuốc, có thể là uống hàng ngày hoặc là uống hàng tuần, mà nếu quên mà không có nữa phải chuyển qua là dạng uống hàng tháng, hoặc là phải vô truyền loãng xương 1 năm. Một số người ta có nhiều bệnh ta không ngồi được hoặc là không uống nó phản ứng thì bắt buộc phải truyền để cho đỡ nhớ. Như kia thì điều độ xương sau 1 năm đến 2 năm phải đo lại bằng cái máy DEXA để coi mật độ xương nó như thế nào. Nếu nó đủ rồi thì mình sẽ phải có cái phác đồ điều trị khác, chứ không phải là mình uống xong là hết. Một số trường hợp uống không điều độ, uống bỏ cử thì coi như là mất hết, phải làm lại từ đầu, cũng không đơn giản. Dạ vâng. Vậy thì chúng ta đã được lắng nghe qua những giải pháp để có thể giúp hồi phục nhanh chóng cũng như là ngăn ngừa loãng xương hiệu quả đang được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và Gia Uyên cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh và Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Phú Chân đã chia sẻ những thông tin hữu ích trong việc quản lý phục hồi cũng như là điều trị chấn thương do loãng xương, và kính chúc cho quý bác sĩ sẽ luôn dồi dào sức khỏe. Hy vọng là chúng tôi sẽ luôn nhận được sự yêu mến và hỗ trợ thông tin từ quý bác sĩ. Kính thưa quý vị, chương trình tư vấn Sống khỏe sẻ chia với chủ đề quản lý phục hồi và điều trị chấn thương do loãng xương do Trung tâm Truyền thông của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Gigamet đã tài trợ và đồng hành cùng với chương trình này. Chương trình được phát sóng trên fanpage, YouTube và phát lại trên app UMC Care của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và để biết thêm các thông tin hữu ích về sức khỏe thì quý vị hãy theo dõi hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện, bao gồm kênh YouTube, Zalo, fanpage và website cũng như là app UMC Care của chúng tôi. Tất cả đường link hệ thống của bệnh viện sẽ được hiển thị ở phần miêu tả phía bên dưới, và quý vị hãy đăng ký theo dõi để hiểu hơn về những vấn đề của sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.